Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có buổi gặp mặt các gương thanh niên dân tộc tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, với phương châm các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn hội. Hiện nay, thanh niên dân tộc thiểu số có hơn 3,7 triệu người, chiếm 30,65% đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 15,08% tổng số thanh niên toàn quốc. Trong những năm qua, các cấp đoàn hội trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Số lượng đoàn viên và cán bộ đoàn hội là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Qua thực tiễn phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội. Tại buổi gặp mặt, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho các đại biểu là thanh niên tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020.